Ba hứa với con là ba không có buồn mà. Con yên tâm đi, ba có buồn ba cũng cho con thấy đâu. Chừng nào mấy bài cất cánh rồi ba mới xì buồn ra một chút. Ba, ba có sao không? Xưa khi ta nhóc con hay buồn, ba đi xa cứ mong khi nào ba mới về nhà. Sau bao hôm nắng mưa mong chờ, sau lưng ba hát reo vui mừng ta đi công viên. Xưa lon ton giữa trưa nắng hè, đang vô tư lấm lem mẹ đến trong hồng gọi về. Xưa đi thi lỡ quên ôn bài, gió trên tay mẹ vẫn la to mày nằm lên đây. Thời gian dần trôi, ngày ta lớn tích tắc như kim đồng hồ. Rồi ta nhận ra ta đã lớn đến thế, đã lớn dưới một ngôi nhà. Điều ta nói với ba, nói với mẹ, nói ông bà, với anh chị và nói các em. Điều tuyệt nhất là gia đình. Điều tuyệt nhất là gia đình. Tuyệt nhất là gia đình. Khi mẹ mất, con đã làm tất cả mọi thứ để tìm lại cảm giác của một gia đình. Nhưng sự cố gắng nào cũng chưa thể xoa dịu được nỗi đau này. Thương cho con lớn lên xa mẹ, ba bên con nắm tay vỗ về không sao. Ba đây, hai cha con mỗi hôm ra đường, con không quên, con ngước lên cao chào mẹ. Ba có hay lơ là, ba vô tâm, có khi con thầm ước ba là mẹ. Nhưng con tin dẫu có thế nào, ba yêu con, ba sẽ hy sinh đời mình cho con. Thời gian dần trôi, ngày ta lớn tích tắc như kim đồng hồ. Rồi ta nhận ra ta đã lớn đến thế, đã lớn dưới một ngôi nhà. Điều ta nói với ba, nói với mẹ, nói bạn bè, với mọi người và nói với nhau. Điều tuyệt nhất là gia đình. 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 Cảm ơn em. Giờ con gái mình có đi xa đến đâu đi chăng nữa thì lúc nào hai cha con anh cũng cảm thấy đang ở cạnh nhau. Thời gian dần trôi, ngày ta lớn tích tắc như kim đồng hồ. Rồi ta nhận ra
ta đã lớn đến thế, đã lớn dưới một ngôi nhà. Điều ta nói với ba, nói với mẹ, nói ông bà, với anh chị và nói các em, điều tuyệt nhất là gia đình.